Ngồi ngồi đây. Ái Vĩ hả? Dạ Mỹ. Ái Mỹ? Dạ. Ái Mỹ tức là yêu Mỹ. Trời dạ. Ơi, yêu Mỹ. Trời ơi, dạ. Rồi nhà ở đâu? Dạ, ở Cần Thơ. Cần Thơ đó. Dạ. Rồi, rồi sao rồi? Cái này bị gì đây? À, em bị zona cách một tháng trước. À, tháng trước hả? Dạ. Em bị bên mặt nào? Dạ, bên bên này từ đây. Bà, tới qua bên đây phải không? Dạ. À, được rồi. Bây giờ thỉnh thoảng thì nhức hơi buốt buốt cái đầu. À, không sao đâu. Vài bữa em uống cái rượu ớt với rượu nhào á, cái nó điều chỉnh cái này lại. Bởi vì cái zona là thần kinh, nó ăn vô trong cái này nè. Thành ra nó làm cho mình bị nhức đau khó chịu lắm. Dạ. À, rồi. Bây giờ hiện nay là cái khó chịu cái gì? Hiện nay là em bị suy giãn tĩnh mạch. Tĩnh mạch rồi. Với lại đa khớp. Đây nè, có chân nè. Trời ơi, có thương không? Đây nè, đây móng chân thấy chưa? Đây nè, có móng chân nó đen rồi nè. Rồi móng tay. Cái này là bị dập hả? Dạ, bị dập. À, còn chưa biết là cái chân nè. Rồi bị lâu chưa? Em bị 3 năm. 3 năm rồi hả? Lúc đó đầu thì chỉ có cái bàn chân thôi, bây giờ sau này nó... Nó lên mấy cái này không có sao đâu. Em cứ gì? Em bị đa khớp giãn thấp. À, viêm đa khớp giãn thấp nữa. Mà viêm đa khớp giãn thấp bao lâu rồi? Em bị cũng 30 năm. 30 năm rồi, đưa tôi coi cái tay. Thực ra em bị là nó cũng nhẹ thôi. Không phải, nó có đau nhưng mà... Vì mọi người biết tại sao nhẹ không? Tại vì những người bị viêm đa khớp giãn thấp á, thì mấy cái đầu khớp này nó biến dạng hết. Dạ, có biến dạng thầy. À, thì nó cũng ít thôi. Đây, bên này thầy. À, nó biến dạo thì mẹ nó quẹo quẹo chút xíu có sao đâu. Người ta mình chửi nam chỉ cái nó quẹo người ta nghĩ mình chửi người ta. cái chân cũng bị u chỗ này nó. không lớn lắm đâu. Không lớn, đây là chắc là em cũng uống thuốc nhiều. Rồi nó không có làm cho em bị tổn thương nhiều. Dạ. Yeah. Ok. Rồi bây giờ là mấy ngày nay chữa ở đây sao rồi? Dạ em cũng đỡ lại cái chỗ này em có bị sưng á, mà mấy bữa nay xẹp rồi. Xẹp rồi. Dạ. Được rồi, không có sao đâu. Em hồi nãy giờ tôi dặn mấy người kia sao á, thì em thực hiện đúng như vậy. Dạ. Tại cái viêm đa khớp giãn thấp á, là em uống thuốc Tây á, nó chỉ bớt thôi chứ nó không hết. Cái đó em uống thuốc đông y, em uống thuốc viên. À. Dạ, Đinh Tiên Chiếu á thầy. À. Dạ. Khoan, cái đông Tiên Chiếu là ở đâu bán? Dạ, ở tiệm thuốc Bắc. À. Từ bây giờ về sau là em không có đông Tiên Chiếu nữa. Dạ. Bây giờ em uống cái này. Tôi dặn cho em á, là cái thuốc á, mà mấy cái thứ đó là nguy hiểm lắm. Tại vì bao giờ cũng vậy, nó bỏ cái corticoid trong á. Thật ra em uống vô em thấy ô hay quá vậy. Uống vô cái bớt đau liền. Dạ. Nhưng mà nó sẽ làm cho em một cái mà em không có thể ngờ được. Tức là hồi xưa cái mặt em không có tròn, thì bây giờ tự nhiên mặt nó tròn hơn. Ha. Cái bụng em ngày xưa không to, bây giờ bụng nó to lên. Rồi cái chân ngày xưa không có teo, bây giờ tự nhiên nó teo lại. Nó gọi là hội chứng Cushing, tức là hội chứng mặt tròn, bụng to, chân teo, là do ngộ độc corticoid. Mà những cái người ta làm thuốc nam á ác lắm. Tại vì họ bán cái gì thuốc làm uống sao hết được. Thuốc Tây thì nó rõ ràng chất lượng nó đâu đó đàng hoàng, nó có cái gì mà thành phần biết, còn cái thuốc nam không có. Cho uống có 5-7 viên, 5-9 hạt mà uống vô mình bớt đau, không bao giờ có chuyện đó. Thuốc đông y không bao giờ có chuyện đó, thuốc nam không bao giờ có chuyện đó, chỉ có thuốc Tây nó mới vậy thôi. Nhưng mà họ pha cái corticoid vô để cho uống vô, mình thấy uống đấy rất là hay, nhưng mà rất là nguy hiểm. Mình bị ngộ độc corticoid lúc nào mình không hay, nghe lời thầy ngưng đi. Dạ. Nè, bây giờ em uống mấy cái thứ này sau này nó hết, mà hết luôn cho em. Bây giờ em uống ba loại rượu đúng không? Em uống từ tháng 9 á. À, tháng 9 dạ. Là à, ủa sao biết ở đây uống? À, dạ em coi trên mạng. Ô rồi tự YouTube đó. Rồi tự dạ. Động gọi đi mua. Dạ. Rồi giờ em uống đủ ba thứ chưa? Dạ đủ. Rồi thôi thầy cảm ơn. Mà từ khi tháng 9 thì em uống mà đầy đủ vậy, em thấy nó có giảm bớt không? Cái chân của em thì nhẹ hơn hồi lúc trước. À, nhẹ hơn lúc trước. Dạ. Với lúc trước em có đau đau chỗ này nhưng mà bây giờ cũng bớt rồi. Giờ nó đỡ rồi ha. Dạ. Rồi cố gắng nha. Tại vì bây giờ cái này á, là nó gọi là trường kỳ kháng chiến. Dạ. À, thành ra là em chịu khó chăm chút cho mình. Và không uống thứ gì ngoài cái gì của thầy cho. Dạ. Nha. Rồi chườm đá gan, rồi chườm đá bẹn. Dạ, dạ có luôn. Rồi luôn luôn ha. Giỏi. Nằm xuống đây thầy kéo cái gì rồi về. Giỏi. Rồi xin lên. Xin lên thầy. Rồi, rồi, rồi. Rồi, lỏng ra, đó.
Rồi quay lại ngũ bội tâm tinh. Rồi nộp xuống. Rồi lạnh ngắt rồi, chưa lạnh ngắt rồi. Ráng nha. Rồi em nãy tôi có nói với cô kia cổ chân lạnh á, chồm đá đó, thì chồm gan, chồm bẹn, giờ em chồm hai cái này luôn. Thôi em ra mua đôi giới để em mang để cho nó ấm cái chân. Dạ. Rồi ráng uống đều cho thầy, đừng có uống mà chập chờn chập chờn nha, uống cho nó khỏi hẳn đi nha. Dạ. Uống thuốc đi, ăn cơm mà không được quên. Quên rồi mất đó bụng. Này quên nó đau đớn. Quên rồi nó tái lại, mang phát sinh lại. Liên tục. Rồi, bước xuống đi, coi chân cẳng sao rồi. Ôi, mặt đã quá, sao sướng hả? Dạ, đau không? Đau à? Nghiêng hả? Nằm nghiêng hả? Rồi, rồi, ngươi đi, đi xuống. Rồi, ngươi xuống, xuống. Cứ động đi. Cứ động thôi, cứ động chân thôi. Cứ đi. Đi thế này. Rồi. Cứ đi, thoải mái, nhớ cao chân lên. Tốt rồi. Nhớ thực hiện mấy cái lời thầy dặn ha. Dạ. Rồi, mà cũng yên tâm rồi em đã... Cái này chưa nói đã làm rồi. Chưa dạ, dặn đã làm hết rồi. Cố gắng nha. Rồi dạ, thôi được rồi. Nhưng mà em ăn giữa 6, 8 em nhịn đói không được. Ta chân em nhịn á. Đâu có sao đâu. Bây giờ thầy chỉ cho em ăn 16, 8 theo kiểu không lạnh ngắt. Dạ. Nha. Tức là bây giờ sáng thức dậy á, em lấy cho thầy cái củ gừng. Tại vì cơ thể em lạnh. Dạ. Nó mới vậy. Em lấy cho thầy cái củ gừng bự ngón cái nè. Em đâm cho nhuyễn. Dạ. Rồi em bỏ vô trong cái nước sôi em đun lên chút. Dạ. Rồi em đổ ra, em bỏ đường, em uống cho thầy một ly, một cốc một ly bự vậy nè. Em uống gừng, nước gừng nóng với đường, uống vô một cái hết lạnh liền. Cho thử em có mổ một lần. À, mổ một lần. Nhưng mà em uống rượu ớt vài bữa lành nè. Uống bây giờ rượu ớt, hiện nay uống bao nhiêu muỗng nè? Dạ, 3 muỗng. Trưa muỗng rưỡi, chiều muỗng rưỡi. Thôi bớt uống muỗng thôi. Muỗng là về bao lâu nè? Dạ, từ tháng 9 tới giờ. Mẹ nội thôi, về thôi, về, về uống luôn vậy đi. Ơi được rồi nha, vì cái đó nó làm lành cái vết thương của dạ dày nha, không lo. Rồi thôi rồi, cảm ơn em. Rồi ok. Bao nhiêu năm rồi? Chắc khoảng 4 năm rồi thầy. À, 4 năm trước Covid. À, trước Covid vậy còn nhớ. Rồi bây giờ ngày kia này sao? À, đau lưng thôi. Đi đau lưng thôi. Dạ, cái chính là đau lưng. Rồi chính đau lưng. Rồi mấy ngày nay là cũng tác động đồ hết rồi hả? Dạ, tác động càng nhiều càng ê đau thêm. Ừ, đau thêm hay quá. Rồi, hồi nãy em thấy mấy người này ép chân rồi em về em làm nha. Dạ. Phải ép chân nha. Dạ. À, rồi bây giờ hiện nay giờ vẫn còn bị đau thêm. Dạ, hiện tại hồi nãy chỉnh lại cũng còn khá đau. Ờ, vậy còn khá đau phải không? Tại vì mà, trước khi đi đã đau rồi. Đúng rồi, mà nó đau sao ta nói nghe nghe. À, tại vì làm nặng đó thầy. Đúng rồi. Nó bị, nó có cái tì rồi đó. Ừ. Thấy mà khi nào mà làm nặng là nó bị lại. Ừ. Vậy thôi. Bây giờ bắt đầu về phải ăn 16, 8? Dạ, ăn 3 năm rồi thầy. Hồi lúc, hồi đó là thầy đã nói vụ đó rồi. Hướng dẫn rồi ăn. Dạ. Rồi, bây giờ còn... Rượu ớt cũng uống luôn. Rồi gọi thử đi, tụi em gọi thử coi. Muốn thì gọi thử. Rồi ngon. Cái này nó yếu hơn. Nó hơi bị chèn chút xíu. Mà chứng tỏ là có bị chèn. Thấy không? Rồi bây giờ em muốn rượu gì rồi? Lúc trước thì có rượu ớt thôi. À, bây giờ thêm nhào với khóm nha. Dạ. Cho nó lành luôn nha. Tại cái thằng kia nó là hoạt huyết, còn mấy thằng kia nó sẽ chỉnh đốn lại cái khớp xương của mình. Ha. Làm nằm xuống đi. Giờ em kéo đi. Giờ ông dùng cất lực á. Mấy cái đường hợp này giao ổng được nè. Đó. Cứ thả lỏng ra. Đó. Ồ.
Rồi, giỏi, giờ bẻ lưng luôn. Bẻ luôn đi. Đưa ghế thầy ghế. Xử luôn thầy. Đi. Rồi, để đây. Nằm nghiêng đi. Rồi, đổ cái đây ông làm luôn. Rồi, bắt đầu tiếp. Sao sáo đi. Bắt đầu là sao? Nghiêng cái này nè. Nghiêng lên. Câu vô. Rồi, thả lỏng người nè. Gãy, gãy xương. Xương mà nó gãy kiểu đó. Rồi, thả lỏng nè. Tiếp. Nghiêng trở lại nữa. Nghiêng bên rồi. Nghiêng bên. Đúng rồi. Đó. Ghê hả? Đó, cái này, cái đoạn này mới ghê. 1, 2. Đó. Nghiêng trở lại nữa. Còn khác nữa. Bắt được tổng. Làm cho nó nhả luôn. Rồi bây giờ đó là kéo thêm cái nữa chứ nằm sát nằm nghiêng em kéo cho thầy cái nữa. Rồi cái này thả lỏng ra nha. Rồi bây giờ là thôi khỏi cái đó khỏi ghéo. Rồi bây giờ cho ông ngồi dậy gõ là cái chân đó coi nó có khác không? Nằm nghiêng qua ngồi dậy đó. Nằm nghiêng qua ngồi dậy. Rồi em gõ là cái chân ban đầu, rồi cái gõ cái đầu gối tiếp cái bên cái kia trước rồi. 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 Tốt rồi. Thôi quan ơn. Bây giờ quan chưa? Cái điều quan trọng là bây giờ em thử coi có bớt đau chưa? Đỡ nhiều lắm rồi. Đỡ nhiều rồi hả? Em có khác nữa không? Khác xa. Rồi khác xa. Rồi thôi được rồi. Quan ơn. Rồi.